Chân dung quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Về mặt đảng, tân quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng cũng đã được chỉ định làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Tại hội nghị vừa được tổ chức trưa nay ngày 15 tháng 7 tại trụ sở Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và trực tiếp trao quyết định cho bà Lan. Chính thức nhận ghế nóng ngành y từ hôm nay, bà Lan trở thành nữ tư lệnh thứ 3 trong lịch sử Bộ Y tế. Sau hai trường hợp trước đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2002-2007 và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2011-2019. Nữ chính trị gia sinh năm 1971 còn là trường hợp đầu tiên trong lịch sử 14 lãnh đạo đứng đầu Bộ Y tế từ năm 1945 đến nay không có chuyên môn bác sĩ hay dược sĩ. Theo đó, bà Đào Hồng Lan tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1993. Về sau, bà còn nhận bằng thạc sĩ kinh tế tại trường này. Xuất phát là một cán bộ của Thành đoàn Hà Nội, tân quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan gắn bó phần lớn sự nghiệp đến thời điểm này với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Lịch sử công tác cho thấy, trong 23 năm cống hiến ở bộ trên, bà Lan đã kinh qua hàng loạt vị trí, chức vụ, từ chuyên viên đến phó vụ trưởng, phó tránh văn phòng, rồi thứ trưởng, tháng 12 năm 2014. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bà Lan được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Bộ Chính trị quyết định luân chuyển, chỉ định bà Đào Hồng Lan tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất 100% bầu bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 20. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà Lan được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trước khi được luân chuyển về Bộ Y tế, bà Lan là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Ninh.